Chào mọi người nhé. Thì mọi người nhận hàng về nhà mình sẽ có những cái phụ kiện như này. Trước tiên là một cái máy chính như này và hai cái ống hút. Cái này là ống hút nha. Còn cái này là khớp nối giữa ống hút với là máy. Tiếp theo là nhà mình sẽ có một cái giá treo tường. Cái này để găm lên tường, sau khi đó mình sẽ treo cái này lên nha. Đây. Mình sẽ treo cái này thì mình sẽ treo tường. Tiếp theo thì nhà mình sẽ có ba đầu hút. Trước tiên là cái đầu hút này thì nhà mình sẽ là đầu hút chính, đầu hút sàn nhá. Còn đối với những ngóc ngách nhỏ hơn thì nhà mình sẽ dùng hai cái đầu hút này nhá. Cái này thì có đầu chải. Đây. Trước tiên thì mình sẽ lắp khi mà không có ống hút trước cho mọi người xem nha. Nhà mình sẽ dùng cái này. Đây là một cái ống khớp nối nhá. Đây. Khi mà không có ống hút thì nhà mình sẽ có một cái máy rất chỉ là ngắn gọn như này. Tiếp theo là một cái ống, một cái đầu tiếp theo. Đây. Và cái đầu thứ ba. Đối với cái đầu này thì nhà mình sẽ hút những cái ngóc ngách mà kiểu nó gọn hơn nha. Nó nhỏ, những cái ngóc nhỏ khó luồn những cái đầu to vào thì nhà mình sẽ dùng cái đầu này. Tiếp theo thì em sẽ lắp ống hút cho mọi người xem nha. Ống hút thì nó sẽ giúp mọi người là có một cái chiều dài máy nó dài hơn, mọi người di chuyển máy nó dễ dàng hơn. Đây. Nhà mình sẽ có một cái máy trông nó dài như này thì nhà mình có thể đứng rất là tiện. Và tương tự thì với hai cái ống hút khác cũng vậy, hai cái đầu hút khác cũng vậy. Đây. Đều lắp vào đây. Đầu trái thì mọi người sẽ dùng ở những nơi mà bụi đã bám lâu ngày bám chặt, hoặc là những cái nơi mà lông động vật bám ở trên vải chẳng hạn, thì sẽ dùng đầu trái để đánh tơi bụi trước, sau đấy thì hút vào. Cuối cùng thì nhà mình có một cái đầu, có một cái ống này. Thì nhà mình sẽ lắp những cái đầu này. Mình sẽ lắp khi mà mình di chuyển những cái mà trên bàn hoặc những cái gì mình cần cầm tay để mình di những cái đầu hút ấy, thì mình sẽ dùng cái ống này nha mọi người. Đây. Tiếp theo là việc vệ sinh máy. Thì ở trên này có một cái khớp ở trên này thì mọi người kéo nó ra. Kéo ra thì nhà mình sẽ nâng nhẹ nhàng cái này lên. Thì nó sẽ ra một cái hộp lọc này. Đây nha. Sau đó mọi người ở trên này là có một cái mở nữa này. Mở nắp này. Nhà mình sẽ có những bộ phận như này. Mình có thể mở cái này ra để vệ sinh cái lọc, bộ lọc đây. Mình có thể mở ra. Đây. Rất dễ dàng vệ sinh nha mọi người. Việc lắp lại thì cũng rất chi là đơn giản. Sau đây em sẽ lắp lại cho mọi người xem nha. Nếu mà chỉ cần mở ra để bỏ rác thôi thì mọi người chỉ nhấn vào đây giúp em nha. Chỉ nhấn vào đây xong rồi đổ rác ra thôi nha. Còn khi nào mà mình cần vệ sinh, mình cần trải thì mình mới mở thêm phần này nha. Lắp lại thì mọi người cũng đặt khớp vào cho em. Đặt khớp vào cho em. Sau đó mọi người chỉ cần kéo cái này ra là được. Tất cả quy trình như vậy là xong.